Trong buổi chiều ngày hôm nay thì song song với việc diễn ra trận đấu của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam thì đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam cũng đã có trận đấu mở màn của mình tại SEA Games 29. Và đối thủ của đầu tiên của chúng ta đó là đội tuyển quốc gia Philippines. Và sau 90 phút diễn ra thì thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 bằng các bàn thắng của Huỳnh Như, Tuyết Dung và Nguyễn Thị Mu. Chúng tôi thắng cái trận đấu này, chúng tôi đã có 3 điểm và có cái tỷ số 3-0. Nhưng mà thực tế ra chúng tôi chưa được tốt, chưa được tốt lắm ở cái trận đấu này, cái trận ra quân. Nhưng mà có lẽ tâm lý rất là nặng nề. Chính vì thế vận động viên chúng tôi nó cũng chưa được cái phối hợp và thỏa mãn đúng cái ý đồ của ban huấn luyện chúng tôi. Chúng tôi dù thua cuộc nhưng đã chơi hết sức mình trước đội tuyển Việt Nam. Một trận đấu có chất lượng cao và chúng tôi đã chơi chủ động ngay từ những phút đầu. Phải sang đến hiệp 2 và đến tận những phút cuối thì đội tuyển Việt Nam mới ghi được bàn thắng. Điều đó cho thấy phần lớn thời gian chúng tôi đã thi đấu tốt.